Đồ Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2015 và chúng tôi trân trọng giới thiệu hai chiếc hoành phi và hai đôi câu đối được làm giả cổ theo phong cách là khảm ốc và làm giả cổ. Thì xin thưa quý vị là thứ nhất là chiếc hoành phi ba chữ Phúc Lộc Thọ. Tôi xin giới thiệu luôn là đây là những chữ mà mình có thể thường thường là tức là treo để thờ cũng được mà treo để chơi cũng được, bởi vì ba chữ Phúc Lộc Thọ thôi. Và đồng thời là hai đôi câu đối thì là những cái nội dung là chim hoa, nói chung để là những cái cảnh sắc vui tươi. Thế thì hai chiếc hoành phi và hai chiếc câu đối và hai đôi câu đối này đều được làm bằng gỗ gụ, nhưng mà riêng hai chiếc hoành phi là làm bằng gỗ gụ cổ, gỗ gụ cũ. Thì cái gỗ gụ cũ nó có cái tác dụng là đã co ngót hết và tuyệt đối không có bong chóc được chai ốc, bởi vì đây là ở những cái phiến lớn và mình khảm là khảm nhiều, khảm dày đặc và hầu hết là ốc, không phải 100% ốc nhưng mà hầu hết là ốc. Đây quý vị có thể quan sát thấy là cái bảy cái sắc cầu vồng. Rất tiếc là trong khi quay thì nó không nổi hết màu lên. Đây chữ Phúc, bên này là chữ Lộc này, và bên này là chữ Thọ. 100% ốc đây. Và khi mà tôi đứng chéo này thì thấy nhìn bên ngoài là thấy màu sắc lên rất dữ dội, nhưng mà đến khi quay đến thì nó lại cứ lóa lên. Và những cái bên ngoài cũng thế, những bông bên ngoài cũng vàng chanh đỏ lửa, hồng rực lên rất ghê. Tóm lại là phần nguyên liệu thì là những nguyên liệu đặc sắc và gỗ thì rất đảm bảo. Lấy thước đo. Kích thước thì khoảng 60 x 1.2 m. Đấy là bước thứ nhất. Và sang bước hoành phi thứ hai cũng ba chữ Phúc Lộc Thọ nhưng mà đơn giản hơn. Bên trên là Phúc Lộc, bên trên còn gọi là bức Phúc Lộc Thọ cuốn thư. Rất là hầm hố. Hai bên còn có, ở giữa là hình hổ phù, hai bên là phượng bay vào. Ở trên là ly hóa, ở dưới là tam sư vần cầu. Nói chung là, rồi bên cạnh là đông bích đồ thư. Phải nói là rất cầu kỳ. Và triện ở góc, gấm chữ vạn. Đúng theo cái lối dùng của địa chủ hồi xưa. Và bây giờ xuống ba chữ Phúc Lộc Thọ bên này thì đơn giản hơn. Bây giờ sang hai đôi câu đối. Hai đôi câu đối thì nội dung bên trên thì tương tự như nhau, cũng ca ngợi cái cảnh sắc bốn mùa và chim hoa. Và từ trên xuống dưới là, ở trên là những cái cảnh đông bích đồ thư. Đây. Thực ra là rất là trừu tượng và chúng ta có thể ngắm mãi không biết chán. Xuống dưới là hai bài thơ chữ Nho. Và xuống dưới là cảnh chim hoa. Đây. Một bên là mai điểu, một bên là trúc trích. Và ốc lên lóng lánh, ốc lên rất đẹp, cái sắc của xà cừ lên rất là rực rỡ. Và bên dưới là với bụi hoa sen, có những con cò, con vạc.
Để sang vụ thứ hai thì một bên là hoa sen, một bên là một bên là cây mai. Bên dưới cùng vẫn là hoa sen. Cái hoa sen này có một cái chú bơ cá rất là ngộ nghĩnh như này. Đường nét thì làm giả cổ cho nên trông rất là thô. Rồi lấy theo, làm theo giả theo đúng như ngày xưa các cụ làm thế nào là bây giờ chép lại như vậy. Trên này vẫn là hai bài thơ và những cái cảnh đông bích đồ thư ở trên. Và những cái này đều được làm gỗ gụ. Nhưng mà cái hai đôi câu đối này là gỗ gụ mới. Tức là gụ mới nhưng mà chúng tôi đã để lâu rồi. Nhưng không phải là hàng chục năm mà chỉ trong vài năm thôi. Và do là cái kích thước của nó cao 23 và ngang nó chỉ vào độ 25. Cho nên là với cái bản nhỏ thế thì nó rất là an toàn, không lo sự co ngót. Như vậy chúng tôi đã vừa giới thiệu xong hai đôi câu đối và hai chiếc hoành phi làm theo lối phòng cổ. Câu đối là cao 2m3, rộng 25 và hoành phi là khoảng 60-65 gì đấy, dài 1m2. Tôi đo lại cái trước khi dừng clip, tôi xin lia lại một vài chi tiết của chiếc hoành phi. Tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip sau. Xin mời quý vị truy cập vào đogỗdiền.com hoặc gọi điện thoại đến kỹ sư Đức 0984 666 999 để biết thêm chi tiết.